Luật sư nói lý do ông Nguyễn Quang Tuấn vi phạm về đấu thầu. Luật sư nhìn nhận cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức gói thầu theo hình thức chỉ định rút gọn là sai, nhưng việc này diễn ra do nóng vội và thiếu kiến thức pháp luật. Sáng ngày 18 tháng 4, sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội luận tội 12 bị cáo trong vụ sai phạm về đấu thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội, hội đồng xét xử dành gần 1 giờ để ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc bệnh viện và nhóm luật sư bào chữa trình bày quan điểm đối đáp. Theo Viện Kiểm sát, trong các năm 2016-2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu 5 gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao, can thiệp tim mạch với tổng trị giá lên tới 595 tỷ đồng. Trong đó 4 gói thầu năm 2017 được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, trị giá gần 348 tỷ đồng. Khi thực hiện, ông Tuấn và cấp dưới đã hợp thức hồ sơ thầu để công ty Hoàng Nga và công ty Kim Hòa Phát trúng thầu. Sai phạm này gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim và Quỹ Bảo hiểm Xã hội tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng. Bào chữa cho ông Tuấn, hai luật sư Bùi Đình Ứng và Bùi Thanh Thương cho rằng không phải ngẫu nhiên ông Nguyễn Quang Tuấn đồng ý cho hai doanh nghiệp trên gửi vật tư để bệnh viện sử dụng trước, rồi hợp thức hồ sơ đấu thầu sau. Theo luật sư, Hoàng Nga và Kim Hòa Phát là khách hàng truyền thống, nhiều năm cung cấp vật tư y tế cho bệnh viện. Trong đó, công ty Hoàng Nga cung cấp vật tư cho Bệnh viện Tim Hà Nội từ năm 2009. Năm 2012, ông Tuấn về làm giám đốc bệnh viện, rồi tiếp tục hợp tác với doanh nghiệp này. Các luật sư nhìn nhận ông Tuấn và các bị cáo tổ chức gói thầu theo hình thức chỉ định rút gọn là sai, nhưng việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như kiến thức pháp luật về lĩnh vực đấu thầu còn yếu kém, hoặc do tính chất cấp bách cần có vật tư, thiết bị để khám chữa bệnh trong khi kết quả đấu thầu tập trung của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chưa triển khai. Nếu ra bối cảnh gấp gáp trong khám chữa bệnh, luật sư cho rằng các bị cáo có sai phạm do nóng vội. Trong luận cứ trình bày trước tòa, người bào chữa cho biết ông Tuấn và các bị cáo trong vụ án đều khai không có thỏa thuận ăn chia. Ông Tuấn đã nhận trách nhiệm cao nhất vì là người đứng đầu bệnh viện, chủ tịch hội đồng mua sắm. Bị cáo là giáo sư đầu ngành về tim mạch và nay chính mình lại mắc căn bệnh này. Chúng tôi và ông không muốn nói, nhưng trong hoàn cảnh này phải nói để mong nhận được sự phán quyết nhân văn của hội đồng xét xử. Luật sư nêu và kiến nghị tòa sơ thẩm xem xét khi lượng hình. Sau đó, đề cập đến những quan điểm bào chữa nêu trên, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết đồng tình với luận cứ của các luật sư, không bổ sung gì thêm. Theo luận tội của Viện Kiểm sát, các bị cáo tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Họ còn thông đồng với nhóm bị cáo thuộc doanh nghiệp, gây ra nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá, chủng loại, số lượng vật tư. Các bị cáo còn thông đồng với nhóm thuộc công ty định giá AIC ban hành chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu và giá ấn định của Bệnh viện Tim Hà Nội. Trong khi đó, kế hoạch mua sắm đã được ông Nguyễn Quang Tuấn phê duyệt, đảm bảo cho hai công ty trên trúng thầu. Trong 12 bị cáo, ông Nguyễn Quang Tuấn giữ vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm cao nhất với các sai phạm diễn ra nhiều lần. Nhóm cựu cán bộ cấp dưới của ông Tuấn là đồng phạm, giúp sức cho cựu giám đốc bệnh viện và phải chịu trách nhiệm tương xứng với hành vi của mình. Đối với nhóm thuộc doanh nghiệp, bị cáo Nguyễn Đức Đảng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hoàng Nga, hưởng lợi số tiền lớn và là người đứng đầu doanh nghiệp nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo còn lại trong công ty này. Còn tại công ty định giá AIC, Viện Kiểm sát xác định bị cáo Trần Phú Hưng, phó giám đốc, giữ vai trò chính khi thông đồng, lập chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu của ông Tuấn và cấp dưới, nên chịu trách nhiệm hình sự cao hơn hai bị cáo còn lại thuộc công ty định giá. Viện Kiểm sát đề nghị phạt ông Nguyễn Quang Tuấn 4 đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng tội này, các bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim và Đoàn Ngọc Bình, cựu phó phòng vật tư, bị đề nghị 30 đến 36 tháng tù. Hai cựu cán bộ còn lại của bệnh viện là Nguyễn Thị Dung Hạnh và Nghiêm Tuấn Linh bị đề nghị lần lượt 24 đến 30 tháng tù và 36 đến 42 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Đức Đảng bị đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Phan Tuấn Đạt 24 đến 30 tháng tù treo. Phạm Huy Lập 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Phạm Thị Kim Oanh 24 đến 30 tháng tù. Trần Phú Hưng 30 đến 36 tháng tù. Nguyễn Hồng Dũng và Nguyễn Trung Dũng cũng bị đề nghị 24 đến 30 tháng tù. Tiếp tục phiên tòa xét xử với 12 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tại phiên tòa, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thừa nhận sai phạm trong vụ đấu thầu với tư cách người đứng đầu, chỉ đạo cấp dưới.
Theo cáo trạng, từ năm 2015, ông Nguyễn Quang Tuấn đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư tại Bệnh viện Tim Hà Nội để bệnh viện sử dụng trước, sau đó chỉ đạo cấp dưới hợp thức hoàn thiện các thủ tục cho các doanh nghiệp trúng thầu rồi thanh toán. Do quen biết từ trước, ông Tuấn đồng ý cho công ty Hoàng Nga và công ty Kim Hòa Phát được bán vật tư y tế tiêu hao vào bệnh viện với đơn giá đề nghị của các bị cáo Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Hoàng Nga và Phan Tuấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Kim Hòa Phát. Sau đó, ông Tuấn yêu cầu Phó Giám đốc Hoàng Thị Ngọc Hưởng và Phòng Vật tư hợp thức hồ sơ đấu thầu mua vật tư, thiết bị, đơn giá, chủng loại để tìm đơn vị thẩm định giá. Khi chọn được công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC, các bị cáo thông đồng với nhau ban hành chứng thư theo mức giá đã được bệnh viện và hai công ty vật tư y tế chuẩn bị trước. Trước cáo buộc của cơ quan công tố, ông Tuấn thừa nhận sai phạm. Song bị cáo giải trình rằng giá phê duyệt tương đương với báo giá. Các mặt hàng này hầu hết là mặt hàng truyền thống của bệnh viện nhiều năm. Bản thân ông không chỉ đạo cấp phó Hoàng Thị Ngọc Hưởng liên hệ công ty định giá AIC để thẩm định. Bị cáo chỉ đạo chung. Theo ông Tuấn, việc chỉ định thầu, đấu thầu là không đúng, sai phạm chỉ định thầu năm 2016, kéo theo sai phạm năm 2017. Trả lời hội đồng xét xử, ông Tuấn nói đã nhận thức được sai phạm, là người chỉ đạo phụ trách chính tại bệnh viện, bị cáo nhận lỗi cao nhất. Trả lời chủ tọa về kết quả định giá thiệt hại, ông Tuấn cho rằng rất khó nói. Chỉ đạo đấy rằng người phụ trách kết quả định giá của hội đồng định giá, chỉ đạo có ý kiến gì không? Cái này thì rất là khó. Cái chuyện lý do thì tòa sẽ để cho bị cáo trình bày không? Lý do của bị cáo làm việc đấy thì tóm lại là có cái việc đấu thầu rộng rãi không đúng, có cái việc chỉ định thầu không đúng, sai phạm như cáo trạng đã quy kết, có đúng vậy không? Bị cáo nhận thức cái hành vi của mình như thế này. Bị cáo nhận thức rằng khi các xin đấu thầu trong cái bản này thì bị cáo là người chính. Đây là người chỉ đang qua chuyện. Sau đây thì trong cái chuyện sai phạm này, bị cáo là người biết pháp nhất.